Xin chào các bạn, mình là Lâm Đạt Quay và đây là một cái video mình sẽ review các bạn một con ghe Soluto thì nó sẽ có những cái gì. Ở đây là một vùng quê đang đỗ cạnh một con xe tải. Phải chọn cái địa điểm này nó yên tĩnh thì mới review các bạn được. Đây để các bạn ngắm toàn cảnh con này, nó đang bị lệch hướng sáng một tí. Các bạn sẽ ngắm được xe chưa rửa. Xe này vừa mới đăng kiểm xong các bạn ạ, vừa mới đăng kiểm vừa mới lấy biển xong. Đấy, các bạn có thể thấy đây. Đăng kiểm đây. Đấy. Vừa mới đi đăng kiểm xong. Biển may mắn bốc được cái biển 50. Tí là mất một số thành 49. Thì trong cái video này mình sẽ review các bạn. Đây là một người bạn của mình mua xe này thì giá là 400 triệu. Các bạn có nhìn thấy có xứng đáng đồng tiền bát gạo hay không? Con này là bản số sàn Deluxe. Đấy, giá 400 triệu tròn. Đây. Chân côn ga đây, xe mới nên là ga và côn và phanh rất là ăn chân. Xe thì sẽ được trang bị nút mốt miếc này, các thứ này, nghe gọi này, volume ở trên tay gương này, xe có hốc để đồ rất là tiện dụng này, về số là cấp 5 cấp số này, một số lùi là 6 này, và phanh tay này. Đó. Các xe Kia bây giờ họ đang thay đổi cái chỉnh gương, họ đưa về bên phải này. Nó làm mình không quen lắm. Sáng nay cứ phải quen bên tay trái thôi. Thế còn màn hình này sẽ là màn hình cảm ứng đa dụng nhá, có tích hợp chỉ bản đồ này, nghe giọng nói này, nhận diện và kết hợp Bluetooth này. Chung quy là rất hiện đại so với cái thời điểm công nghệ 4.0 bây giờ. Nhưng mà tiếc là cái điều hòa chỉnh cơ này. Điều hòa chỉnh cơ, xây các thứ là chỉnh cơ. Nhưng mà với cái tầm giá 400 triệu thì ta không thể đòi hỏi gì hơn được. Đấy thì xe này có một cái này 360 độ thì các bạn xem review các xe phát thì các bạn biết rồi. Tuy nhiên thì bản này nó là bản MT. Thì mình có tìm một cái chốt cửa này mà không biết là ấy ở đâu các bạn ạ. Cái chốt cửa này hình như nó hai cái nút này nhưng mà hình như không thấy đâu vào. Gương thì chỉnh điện đây. Các thứ nhưng mà gập gương thì gập bằng tay. Đó. Thì bản này nó là 1.4. Đấy, các bạn có mua thì có thể đọc thông số nó trên mạng rõ rồi. Thì bản này mình cảm thấy một cái khi lái nó thì mình cảm giác là nó rất là ưu điểm nó thì nó rất là rộng rãi. Khoảng sáng cầm xe thì 150 thì đi thì hơi rụt rè một tí khi mà nhìn thấy vỉa hè và đá gạch. Tuy nhiên thì vẫn lái được bởi vì nó là dòng sedan. Thì người bạn là mình có sang trọng hơn một chút. Thì về các bạn biết là những cái tắp nô này nó bằng nhựa thôi, bên trên cũng thế, và tắp nô đằng trước cũng bằng nhựa, không có cái nào là sang trọng cả bởi vì là xe nó chỉ trong tầm giá ấy thôi. Còn cái này là đây các bạn có thể thấy chất liệu da cũng bình thường. Xe này thì nó được sản xuất là năm 2019 thì bạn mình lấy 2019 chứ không lấy 2020 thì nó rẻ hơn được mười mấy triệu. Đó, thì về nốp thì các bạn đã biết rồi, con này là đây nó có đây 175 × 70 và mâm 14 inch. Đó, đấy là nó hơi nhỏ một chút nhưng mà thực ra thì con này nó lại không có cân bằng điện tử nên là nốp mà các bạn để đi này hơi căng thì nó sẽ vả lên xe đi, nó hơi bị chòng chành một chút. Xe bản này là chạy xăng. Đó. Mình chạy từ sáng giờ đi vào phố thì nó đang báo là 8 lít 100 cây. Nhưng mà đấy là vào phố thôi. Còn khi về đường này thì nó sẽ khác. Con này được cái mình đánh giá để thiết kế thì nó hiện đại hơn. Hiện đại hơn các con xe bây giờ. Thì thực ra thì các bạn sẽ thấy là cái mặt đằng trước của Kia này, thì hổ này, nó sẽ giống con Rio ngày xưa. Để lấy cái hình thức của các xe SUV xuống đây thì con này nó sẽ có cái hiện đại hơn. Và mình rất thích hai cụm đèn này. Cụm đèn này nó lổi ra ngoài, nó lổi ra ngoài này. Các bạn nhìn thấy là nó lổi. Đấy, nó như cái Mazda hoặc các con khác thì con này nó phải chìm vào, nhưng con này nó hơi nổi ra ngoài một tí. Thì cảm giác như mắt lồi, cảm giác như một con xe nó có cái mắt lồi. Thì mình cảm giác rất là hay. Nhưng mà tuy nhiên thì đèn này là đèn dạng bình thường thôi, không phải là đèn bình thường. Thì bạn mình đang nghĩ là sẽ phải độ đèn lên cho nó đẹp hơn. Đấy, thì hình thức bên ngoài thì mình đánh giá cao cái này. Thì các bạn nhìn review rồi, các bạn thấy là thì cái hốc gió này sẽ làm mát được rất là tốt. Đánh giá cao cái đó và chúng ta sẽ có được một cái đèn làm đẹp cũng như là báo điểm báo mù, đèn báo sương mù ở đây rất là đèn nét rất là đẹp. Đấy, thì xe
được thì con này là bản Dinac. Bản Dinac chưa có được cái này là mở cúp điện mà lốp bằng chìa khóa. Mình, từ sáng đi giờ chưa xem cốp, hôm nay là ngày may mắn rồi. Xong hết rồi, đăng kiểm đăng ký xong hết. Ở đây ta sẽ thấy là cam lùi. Có cam lùi và có cảm biến. Cảm biến này rú rất kinh. Vừa nãy mình lùi sát tít một con Xpander nó rú rất kinh. Đây cốp rất là rộng các bạn ạ. Cốp rộng nhỉ. Đây lốp đây. Hệ thống đầy đủ chưa? Ok chưa? Rất là sang trọng. Con này nếu mà nói thì trong các dòng hạng B thì con này là rẻ tiền nhất. Nhưng mà nếu các bạn có tiền thì mua bản Naxxy trở lên thì sẽ có hệ thống cân bằng điện tử thì đi nó sẽ cảm nhận nó sẽ tốt hơn. Chứ không có Naxxy thì đi nó rất là khó chịu. Đấy, mình từ sáng mình lái nó hơi khó chịu một chút. Và cua thì nó hơi bị nghiêng người. Nhưng mà với tầm giá thì chúng ta không đòi hỏi gì hơn được. Thì mình cũng đánh giá một cái nữa là con này nó có cái thiết kế về bô xe. Bạn nhìn từ xa này bạn không nhìn thấy cái bô giấu được bên dưới kia cơ. Đấy, phải cúi xuống mới nhìn thấy bô xe. Đấy nên là hai bên thiết kế rất là đều, không bị lệch bô. Đấy, thì cái thiết kế nó thời đại hơn. Đấy, thường các xe khác còn bị khoét bô thôi. Xe này không bị khoét bô thì rất là hay. Đấy, thì thiết kế rất là đẹp. Thế tuy nhiên thì nếu mà nhìn xa lại nhìn ngang thì con này các bạn sẽ liên tưởng đến con Hyundai i10. Đấy, Hyundai i10. Thế nhưng mà nếu một số người mà chấp nhận và yêu thích cái dáng vẻ sedan này thì đó là một cái điều không quá lớn để chúng ta có thể lựa chọn con xe này. Đấy, thì giá của nó là rẻ nhất so với các dòng khác rồi. Nếu con này mà tinh chỉnh lên một tí nữa thì ăn đứt các dòng đối diện. À đấy, lại quay cái đấy. Bạn mua vây cá mập rồi gì đúng không? Bạn mua vây cá mập. Rồi, cá mập để thay vào. Đấy, thì chỉ có như thế thôi. Thì để chạy gia đình này, chạy một tí dịch vụ thì rất là ok, rất là ổn. Đấy, mà chúng ta có xe đi nắng mưa, ăn Tết. Đấy, rất là thoải mái. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái đèn phanh và ấy này cũng rất là cân đối với xe, hài hòa và đẹp. Đấy, bạn mình đã dán hai cái này vào. Trông xe nó tuyệt vời rất nhiều. Suzuki các bạn. Đấy, thì chia sẻ các bạn nhiều. Làm YouTube bao nhiêu năm mà không biết diễn. Bây giờ mình sẽ để nổ con này lái thử ra đây. Đấy, ngồi trong xe thì chúng ta nghe được tiếng nổ rất rõ ràng. Sự cách âm của con này nó cũng ở mức bình thường thôi, không được đánh giá cao lắm. Chúng ta sẽ vào điều hòa, thì điều hòa này khá mát, tương đối là được. Nó có đài ngay, chúng ta sẽ tắt đài đi. Rồi, ok. Tiếng điều hòa khá ổn. Loa của nó thì nếu mà nói nghe nhạc thì loa của nó bình thường, không phải hay lắm, nghe được. Nếu anh em để ý dùng cái bản này, anh em về chỉ độ thêm tầm 10 triệu thôi, anh em sẽ thành chiếc xe rất là hiện đại. Nhất là dòng sedan 5 chỗ thì anh em về khoảng không gian đây theo mình đánh giá là đủ cho gia đình, kể anh em chạy dịch vụ cũng vậy. Hàng ghế sau rất là rộng rãi, 3 người ngồi thừa luôn. Đó, thứ hai nữa là anh em biết là chìa khóa ở Kia thì con này dùng chìa khóa cơ. Anh em đơn giản thôi, độ cái startup củ rưỡi, 2 củ. Đó, tiếp theo nữa làm cái gập gường điện 500. Đấy, hoặc là có nơi gọi như anh em làm xương nhôm các thứ thì nó rơi tầm 1,5 triệu. Đấy, là thứ hai nữa làm cái cốp điện nữa, chắc chắn về anh em mua về cái startup rồi là cái startup anh em làm sau cũng được, không làm được tùy anh em nào không thích để nổ từ xa. Đấy, nhưng mà cái gập gương điện và cái cốp điện thì chắc chắn là anh em phải làm cái đấy nó sẽ tiện dụng hơn. Đúng rồi, nhiều khi mình bê đồ với lại con nhỏ nữa. Đúng rồi, rất hay. Đấy, và anh em cảm giác bê đồ từ siêu thị ra bấm cái tích phát là cốp nó lẩy lên, anh em thấy sướng không? Sướng. Đó, nói chung là năm nay thì đang giảm 50% thuế trước bạ. Nếu tính con này anh em đã giảm hơn 25 triệu rồi. Con này là 400 tròn đúng không? Con này là 399 triệu. Mà anh em mua cuối năm này có đại lý nó còn để 395 triệu. Nếu mà mặc cả được tốt. Thứ hai là tặng rất nhiều các gói ưu đãi, kể cả dán phim cách nhiệt. Có showroom ở trên Hà Nội như Kia Long Biên nó còn tặng cả đề nộp từ xa, gập gường điện. Tính ra combo phải 6 triệu. Nhưng mà được cái các bạn
phải xác định như này, làm trong hãng bao giờ nó tốt, anh em được cái bảo hành về điện. Đấy, nhưng anh em mà xác định ra ngoài độ thì anh em phải chịu mất những cái bảo hành đấy. Thì thực ra như anh em nhà nghề thì người ta cũng chẳng vấn đề đâu, hãng không bảo hành anh em ra chỗ làm bảo hành. Đó, đấy là cái rất là hay. Đó, quan trọng là ông lái đoạn này đi, thích không? Quan trọng nó vừa tầm tiền. Thôi, ông lái đi. Đây, bạn Lộc YouTuber thì mình chỉ là người mua xe thôi. Đấy, nói chung rất cảm ơn bạn hôm nay là không biết đến bao giờ nó tiền mua xe. Đấy, có anh em cố gắng là like share clip, bạn sẽ làm rất nhiều các loại xe khác nhau. Đây, đấy, vẫn chưa bóc đây. Còn nguyên tư bóng. Thế nhưng anh em nào mà cần review chiếc xe mới mà muốn mua cái bản MT, bản số sàn, bản đủ này thì đây là một cái clip mà anh em sẽ hiểu rất rõ. Đấy, còn về mình đánh giá cái xe này, nói một con sedan hạng B nó vẫn sướng hơn là đúng rồi. Hạng A, phân khúc hạng A, đúng không? Cảm giác nó vẫn đấy. Đấy, con này có một đặc điểm nữa quên mất chưa nói cho Lộc là con này bắt buộc về phải làm cách âm thốc lốp. Đúng rồi, làm cách âm này bởi vì tiếng lốp đang vả nên rất là rõ. Đó, anh em đừng lăn tăn, đừng có lo lắng gì nhiều, nó không đáng bao nhiêu tiền cả. Anh em mua cái xe đi cả đời, mỗi tháng lương bỏ ra 1 triệu. Đấy, coi như mình mua quần áo cho vợ mình thôi, đúng không? Đấy, nhưng mà anh em có chiếc xe lai gia đình đi dịp Tết rồi là mưa gió. Đấy, biết đâu lại khi mà có chiếc xe này anh em này phát triển cái công việc theo hướng khác. Anh em phải nghĩ những cái như thế. Đúng rồi. Đó, anh em khi có chiếc xe rồi nói thật là không khác gì mặc bộ vest đi ăn xin. Bao giờ cũng nó cũng đắt khách hơn là băng một cái chân đi ăn xin. Đấy, anh em cứ tâm lý như vậy. Và anh em cũng không cần phải mang cái ý nghĩ là khoe khoang hay là cái gì cả. Nó là phục vụ nhu cầu cá nhân. Đó, anh em nhá. No. Tôi với bạn là phải làm nhiều cái clip nữa. Con này thì tôi đánh giá là động cơ nó mềm mượt. Bởi vì là xe này chưa chống nóng, đang hơi nóng. Đúng rồi, mình tới đây mình sẽ đi dán cái phim cách nhiệt. Một xe quá mới anh ạ. Bây giờ mình sẽ lại quay đầu về. Sáng nay đi đăng kiểm. Con này bán kính quay đầu nó cũng khá lớn. Với cái đường này đường 4m nhưng mà không thể quay đầu được. Phải vẫn phải gen lùi. Con này có cam lùi các bạn nhé, cam lùi. Con này có cam lùi rất là tiện luôn. Đấy, mình có thể căn đường và nó có cảm biến lùi. Đó, nó rú lên. Nó rú lên ngay lập tức luôn. Cam lùi và cảm biến lùi. Rất là tiện luôn.